nếu như mọi người bị mất tự tin về cái chứng hôi miệng này, hay là bị khó chịu về cái căn bệnh chảy máu chân răng, viêm lợi thì mọi người, hoặc là sâu răng, thì mọi người có thể sử dụng cho em một cái bài thuốc tuyệt vời ở trong vườn nhà thôi. Đây chính là cái lá trầu không. Và cái lá trầu không này để điều trị những chứng bệnh như hôi miệng này, chảy máu chân răng này, viêm lợi này, hay là sâu răng ấy, nó cực kỳ tuyệt vời và nó lại hiệu quả. Thì với cái trầu không này, mọi người hãy dùng cho em cái hàm lượng như sau. Là mọi người sử dụng cho em từ 10 đến 15 gram tươi một ngày nhé. Sau đó là mọi người có thể cho vào với 300ml nước này, đun sắc cạn còn khoảng 100 đến 150ml. Sau đó mọi người cho ngậm vào miệng, sẽ ngậm khoảng 5 đến 10 phút là mọi người có thể nhổ bã đi rồi. Ngày nếu mà rảnh có thể làm từ 2 đến 3 lần. Đấy. Thì ngoài ra cái sản phẩm, em có một cái sản phẩm để tiện lợi hơn cho mọi người là cao cũng ngậm mà điều trị những chứng bệnh như là viêm chân răng này, hay là chảy máu chân răng, sâu răng rồi hôi miệng. Thì cái lọ đó của em ấy thì mọi người có thể cũng em đã kết hợp với rất rất nhiều vị thuốc quý được trong đông y, và mọi người có thể sử dụng đơn giản, nó cũng hiệu quả vô cùng luôn. Thì nếu mà cần, mọi người có thể làm theo bài thuốc như thế này, và nếu mà không điều kiện làm có thể liên hệ với em theo số là 0989517397. Thì em là bác sĩ Phương, bác sĩ học cổ truyền, em sẽ gửi đến tận nhà cho mọi người những sản phẩm như thế này, giá rất là rẻ.